Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, những thành viên ở cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Một tuần đã trôi qua và chúng ta gặp lại nhau để tiếp tục đi tìm chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất của mini game tuần này, cũng như là đưa ra câu hỏi cho mini game của tuần tiếp theo. Vậy thì ở tuần thứ 3, mini game của tuần 3 thì chúng ta đã có với nhau câu hỏi, đó là cùng nhau đi tìm cổ phiếu may mắn có chữ cái M. Vậy thì đầu tiên ở phần 1 chúng ta hãy cùng với Nam chúng ta điểm lại một chút về các sự kiện của cổ phiếu có chữ cái M nhé. Đầu tiên thì M nằm trong ngành nghề có thể nói là hiếm hoi mà lại có một cái mang tính thiết yếu nhưng mà lại có cái sự tăng trưởng tốt hàng năm. Và hiện tại thì nó có một cái sự dịch chuyển lớn về cả yếu tố về số lượng cũng như là chất lượng ở trong ngành. Và trên thực tế thì yếu tố nhân khẩu học thì có tác động khá lớn đến sự tăng trưởng của ngành này. Về bản thân cổ phiếu M thì nó có một cái lợi thế cạnh tranh bền vững nhờ là một doanh nghiệp có số nhà máy đạt chuẩn quốc tế nhiều thứ hai ở trong ngành, chỉ sau một doanh nghiệp thôi, và mạng lưới kinh doanh của nó rộng lớn, đứng đầu phân khúc trọng tâm trong ngành. Thêm nữa thì với đặc thù là một doanh nghiệp nội địa thì nó được nhận, nó có được cái ưu thế cạnh tranh rất là lớn so với các doanh nghiệp ngoại cùng ngành. Và điều này có được nhờ những cái sự ưu đãi trong cái chính sách từ cái thông tư mới ra năm 2019 của chính phủ. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Thứ hai nữa là M thì sở hữu cái nền tảng về tài chính cực kỳ vững mạnh. Nó thuộc top 5 trong ngành về doanh thu và lợi nhuận. Và M thì có một cái dự trữ tiền mặt dồi dào với cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu rất thấp. Và sự kiện cuối cùng liên quan đến tương lai, đó là dư địa tăng trưởng của M thì tương đối tích cực khi doanh nghiệp này hoạt động, hiện tại nó chưa hoạt động hết công suất, và dự kiến cuối năm nay thì một nhà máy mới sẽ được cấp phép và đi hoạt động, mở đường cho những cái kế hoạch về tăng trưởng thị phần cũng như doanh thu trong tương lai rất là tốt đẹp của cổ phiếu này. Vậy thì hãy cùng với Nam chúng ta điểm qua một chút nhé, với 4 cái dữ kiện như vậy ạ. Về cổ phiếu M thì câu trả lời của các thành viên trong xóm ta ra sao? Tuần qua thì ngay khi mà minigame ra mắt thì có nhiều anh chị đã đánh giá đây là một minigame có thể nói là khó hơn so với 2 tuần trước đấy. Vì vậy mà cái số lượng câu trả lời chúng ta có ở trong tuần này đã giảm sút rất nhiều. Và tuần này chúng ta chỉ có gần 190 thôi. 190 câu trả lời thôi, nó thể hiện là minigame tuần này khó hơn khá là nhiều. Ngay comment đầu tiên, vâng, đã có một anh nói là cái này khó quá bỏ qua. Vâng, anh rất là hài hước. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua nhé. Có những câu trả lời là TDM này, IMP này, TDM, IMP, chủ yếu là TDM và IMP này. Vâng, một số anh chị trả lời là Vinamilk nữa. Cơ bản thì phần lớn anh chị trả lời là IMP và TDM. Có anh chị trả lời là thêm nữa là MBB này, MSH này. Chúng ta cùng điểm qua một chút về các số lượng mã cổ phiếu mà mọi người chọn nhé. IMP là có 84 câu trả lời này, tương đương là gần một nửa. TDM là 56 câu trả lời, khoảng hơn gần 1/3. Phép thay mặt cho AZFIN, Nam xin công bố kết quả của minigame tuần 3, mã cổ phiếu có chữ M chính xác là mã IMP của công ty dược IMX Farm. Cơ bản thì chúng ta thấy là ngành dược, IMP là một doanh nghiệp ngành dược, là ngành nghề thiết yếu. Nó mang tính chu kỳ nhưng lại có cái mức tăng trưởng rất là tốt. Đấy, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của ngành này hiện tại là đâu đấy khoảng hơn 12%. Đấy, và đang phát triển với tốc độ nhanh, dịch chuyển cả về số lượng cũng như là chất lượng, đến từ một trong những cái động cơ tăng trưởng, đó là cái cơ cấu dân số của Việt Nam. Chúng ta bước qua cái giai đoạn dân số vàng rồi và đang là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số rất nhanh. Đấy, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao hơn. IMP hưởng lợi từ cái xu hướng đó là cái thuốc nhập khẩu đang về cơ bản, những cái gói thầu thuốc nhập khẩu đang chiếm khoảng 75% và dư địa tăng trưởng cho thuốc sản xuất nội địa đang rất là lớn. Và thêm nữa đó là về cái góc độ chính sách thì IMP cũng hưởng lợi từ cái thông tư 15 năm 2019
về tạo lợi thế đấu thầu cho doanh nghiệp dược nội địa. Về cơ bản thì khi mà đấu thầu với các doanh nghiệp dược nước ngoài thì tỷ lệ thắng thầu của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cao hơn, do cái việc mà chấm điểm sẽ được ưu tiên hơn cho các doanh nghiệp dược ở trong nước. Xét ở trong ngành thì IMP đang dẫn đầu phân khúc là tân dược cao cấp. Họ có hai nhà máy đạt cái tiêu chuẩn của EU GMP, và dự kiến cuối năm thì sẽ có nhà máy thứ ba đạt tiêu chuẩn này và đứng thứ hai trong ngành, chỉ kém Vinmeco thôi. Doanh thu lợi nhuận của IMP trong năm 2020 thì xếp thứ tư ở trong ngành. Và xét về góc độ tương lai, đây là cái điều mà chúng ta rất quan tâm đối với tích sản cổ phiếu, đó là dư địa tăng trưởng của họ thì có rất cao. Đó là khi các nhà máy hiện tại chưa hoạt động hết công suất. IMP 4 thì về cơ bản dự kiến được cấp chứng nhận trong năm 2021. Cùng với đó là IMP 2 thì sẽ quay trở lại đẩy mạnh kênh bán lẻ. Đấy, kênh bán lẻ mà nó mang lại những yếu tố này, nó mang lại cho IMP cái dung sai tăng trưởng khá là nhiều trong giai đoạn cuối năm 2021 cũng như là giai đoạn tiếp theo. Ok, vậy thì như vậy chúng ta đã tìm được cái cổ phiếu chữ M trong mini game tuần 3, đó là IMP. Vậy thì tiếp theo chúng ta cùng Việt Nam chúng ta đi quay số để tìm ra chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất của tuần này. Tiếp tục là trang random.com.vn. Số đầu tiên đó là 886. Không có ai. Vậy thì 88. Chúng ta sẽ đi tìm chủ nhân ở câu trả lời đúng và may mắn gần nhất. 888 á, 888 có. Vâng, chúng ta sẽ xem lại một chút. 88. Không có anh chị nào trả lời 886. 888 cơ. Nhưng mà 888 câu trả lời của anh ở đây lại là TD, lại là Vinamilk. Và không chính xác. Chúng ta sẽ cần quay số lần thứ 2. Đang có số là 938. 938. 937 VAC này không được. TD 793. 937 VAC. Con số này gần giống nhất nhưng lại mã cổ phiếu thì không đúng. Lật quay số thứ 3. 531. 3. IMP 530. Vâng ạ. Chúng ta không có con số chính xác 100% là 531 nhưng chúng ta có. Vâng. Anh Vũ Quang trả lời là IMP 530. IMP 530 có một người thôi, có một. Vâng, có một người trả lời là con số hàng trăm hàng chục là 5 và 3 thôi. Chúng ta sẽ đi xem là chủ nhân của câu trả lời may mắn ngày hôm nay. Anh Vũ Quang là thành viên của cộng đồng từ tháng 8 năm 2021, cách đây khoảng 1 tháng, ngày 4 tháng 8 năm 2021. Vâng, xin thay mặt cho ban tổ chức của chương trình mini game cổ phiếu may mắn thì Nam xin được gửi lời chúc mừng tới anh Quang đã trở thành chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất của mini game tuần 3. Admin của ban tổ chức thì sẽ liên hệ với anh Quang trong thời gian sớm nhất để có thể trao cho mình cái phần quà may mắn, đó là cổ phiếu, đó là khóa học lộ trình trở thành nhà đầu tư thành công. Qua khóa học này thì Admin mong là anh Quang có thể tiếp tục nâng cao cái kiến thức, kinh nghiệm của mình trong cái quá trình đầu tư tích sản để có thể hiểu được về cơ bản về cái sự vận hành của thị trường chứng khoán cũng như là hiểu được những cái mã cổ phiếu mà mình quan trọng nhất là những mã cổ phiếu mà chúng ta đang hàng tháng hàng ngày chúng ta mua tích sản. Đó là cái điều quan trọng nhất mà Justin muốn truyền tải cái thông điệp tới anh chị nhà đầu tư trong cái mini game cổ phiếu may mắn này. Vậy là chúng ta đã tìm được chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất của mini game tuần 3. Và với mini game tuần 4 thì thay mặt cho Justin, Nam xin phép đưa ra các cái gợi ý cho tuần này. Cổ phiếu của tuần này của mini game tuần 4 của chúng ta sẽ là cổ phiếu E, với chữ cái E nằm trong mã cổ phiếu của mình. Các dữ kiện như sau: E thì thuộc nhóm ngành nghề thiết yếu, mang tính ổn định, tăng trưởng bền vững. Mô hình kinh doanh của nó thì đơn giản, tương đối đơn giản, song hiệu quả thì rất là cao. Và doanh thu và lợi nhuận của E thì nằm trong nhóm cao nhất của các doanh nghiệp trong ngành. E thì sở hữu cái vị thế độc quyền. Quý vị lưu ý nhé, vị thế độc quyền trong khu vực ở các lĩnh vực mà mình tham gia, không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp và hầu như không có rủi ro cạnh tranh giá.
không có rủi ro cạnh tranh về giá thành phẩm đầu ra. Đây là một ưu thế cực kỳ lớn của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn có. Sự kiện thứ ba đó là E thì trả cổ tức bằng tiền mặt tương đối đều đặn với tỷ suất là khoảng 4,5 cho đến 5% một năm. Đây là sự kiện về cổ tức rất quan trọng đối với chúng ta khi phân tích. Tiếp theo nữa thì E được hưởng lợi từ dòng vốn FDI gia tăng vào các doanh nghiệp ở trong các khu công nghiệp. Đồng thời thì nó cũng đang ở trong cái giai đoạn đầu tư mở rộng, gia tăng cái công suất nên cái tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp này trong thời gian tới là rất mạnh. Dữ kiện cuối cùng mang tính lợi Zin bật mí cho chúng ta nhé. Đó là E cũng là một lựa chọn rất được ưa thích, được bàn luận rất sôi nổi của xóm tích sản khi mà chúng ta muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và đặc biệt là cân bằng danh mục giữa nhóm cổ phiếu tăng trưởng và nhóm cổ phiếu phòng thủ. Đây là một dữ kiện rất quan trọng để chúng ta phân tích xem cổ phiếu E thực sự là gì. Vâng, trên đây thì Nam đã cùng với anh chị nhà đầu tư chúng ta đi tìm ra chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn của mini game tuần 3 cũng như đưa ra đề bài cho mini game tuần 4. Đề bài tuần này có thể nói là cũng không quá khó. Với cá nhân Nam thì nó dễ hơn một chút so với tuần 3. Cho nên là mong rằng tất cả anh chị chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta nghiên cứu nhé, chúng ta đào sâu hơn nữa vào những cái mã cổ phiếu của mini game để chúng ta hiểu được cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang hàng ngày ăn cá cho tích sản như thế nào. Và rất mong là tuần này ban tổ chức sẽ nhận được nhiều hơn câu trả lời cũng như là sự quan tâm của các anh chị với mini game tuần 4. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở tuần sau.